early on that finding truth is not the same as finding happiness. You aspire to see. Được dẫn chuyện bởi Dr. Strange Benedict Cumberbatch, bộ phim tài liệu What With Me, từ tiếng Việt là Bước Chân An Lạc, là một hành trình điện ảnh vào thế giới của chánh niệm và của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bộ phim đã được thực hiện trong 3 năm và đó là một hành trình không định trước. Một hành trình thiền định trong cộng đồng những con người dốc lòng từ bỏ của cải vật chất để an nhiên sống đời tu hành ở một miền nông thôn miền Nam nước Pháp. Với một hành trình tiếp cận không định trước của việc làm phim không bằng kịch bản mặc định như thông thường, Work With Me như một tác phẩm ngẫu hứng tùy duyên dẫn dắt người xem có dịp hành ngộ với thế giới tu hành của vị chân sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh, đồng thời khắc họa khá rõ nét cuộc đời của một cộng đồng thiền sinh đã quyết tâm từ bỏ của cái vật chất đời thường, cùng hướng tâm về một đời sống tâm linh, cùng thực hành pháp chánh niệm của Phật giáo. Is your life controlled by someone else higher than yourself? You know Yoda in Star Wars? He's a little bit like that. I have a doggy. Bộ phim ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 3 năm 2017 tại Liên hoan phim quốc tế South by Southwest ở Austin, Texas, nước Mỹ. Sau đó, Work With Me tiếp tục được chiếu vào ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại Bảo tàng Nghệ thuật Rubin. Kể từ ngày 12 tháng 9, bộ phim đã được phát hành tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc của nước Mỹ. Work With Me được thực hiện bởi đạo diễn Mark J. Francis và Mark Hurt, điều hành sản xuất bởi Nick Francis, chủ nhân giải thưởng Emmy với series truyền hình Sherlock của anh, và được đề cử giải Oscar cho bộ phim The Imitation Game vào năm 2014. Earth and sun all lie within the heart of consciousness. All that remains. Bước Chân An Lạc, Work With Me, khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2 tháng 3 năm 2018.